Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 12 tháng 5 trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã khiến 19 căn nhà bị tốc mái, đường dây điện trung thế bị đứt, khiến hàng nghìn hộ dân bị mất điện nhiều giờ liền. Các hệ thống cây xanh, cây ăn trái, trụ điện cũng bị gãy đổ. Thiệt hại rất nặng nề, ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Chính quyền thị trấn Đức Phong, công ty điện lực Bù Đăng đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Phải đến hơn 20 giờ tối cùng ngày thì hệ thống điện mới được khắc phục. Đến trưa ngày 13 tháng 5, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn mưa dông để sớm ổn định cuộc sống.